Khi thừa như bụi tôi bạn gần chị và chúng còn dây trẻ đi thương gì còn cái của vợ thị thủ lời Chúa cho ba cái đạo chúng ta được nghe đem lại cho chúng ta một nguồn an ủi lớn lao. Cái đạo thứ nhất môn sĩ xảy ra nói trước khi tạo được cái Chúa Giêsu lên thế Ngài sai kể câu bố mở năm cầu ân tình thương yêu là người do của Thiên Chúa cho nên là thế thì chúng ta được nhắc nhở không ạ? Nhớ là Chúa chúng ta Chúa chúng ta chúng có thể đem sức sống tới cho chúng ta. Chúng ta không buồn là để yêu Chúa, Chúa để làm chúng ta buồn. Chúng ta phải làm sao để yêu Chúa? Chúa đến phán để yêu chúng ta. Có Chúa đã có tất cả. Điều này tất cả chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta được mời gọi để chuyển từ cái biết sang cái cảm và cái sai đi. Đúng là như vậy. Không có thể đem người không cho chúng ta cả khi chúng ta buồn. Cứ đem sự an bình đến cho chúng ta khi chúng ta lo sợ. Và con Chúa giàu nghèo không làm được đẹp vẫn vui được lắm. Cho này sách đi mở đến cho ăn các môn đệ cô học nhau trong các nhà khóa kỹ cửa. Bây giờ nó chỉ sơ người trở thành nhưng Chúa đến Chúa chúc mình an cho các con và thế toàn các môn đệ vui mừng vì nhìn thấy Chúa. Tôi muốn kể một cái kinh nghiệm của vô để nói cho chúng ta biết là thực sự Chúa đem niềm vui cho chúng ta vượt lên trên mọi hoàn cảnh, lên trên mọi cái đấy mới làm tôi đi thăm cả cơn hay cơn hay người ta gọi là bệnh viện chống độc bùn đai. Thế thì tôi vào thăm một căn phòng có năm người đang nằm đó, bốn ông là người công giáo và một anh Phật tử. Trong bốn ông người công giáo có một ông mới được đưa vào nằm ở bệnh viện đó, thì ông y tế đi sớm về, còn em thanh niên mắt nhắm mắt mở đi xe xô vào ông gãy chân. Cho nên người ta đưa vào đó để chữa trị. Chân của em nó có. Nhưng mà thăm mới hỏi thăm từ người một thì ai cũng tỏ vẻ hài lòng. Rồi trước khi tôi về tôi chào thì tôi đặt cho mỗi người một bộ tràng hạt cơ đó. Thế thì cái ông gãy chân nhất khi ông ấy nhận được cái bộ tràng hạt đó ông hôn lên thật to. Để có tôi chẳng có cái bay nhỏ ở cái bay này. Nếu con không biết chân là sau và tự nhiên ra. Nếu con không biết chân là sau tôi nhận được cái quốc gia này. Biết ra thì cũng chỉ là một người như mọi người. Nhưng trong con mắt đi, ông ấy nhìn biết ra không phải chỉ là một người như mọi người. Nhưng mà là người của Chúa hay bảo vệ Chúa. Cho nên cần biết ra là bảo vệ Chúa. Cuối tuần hàng chẳng tới bao nhiêu tiền mới đã được vào. Ai cũng thể mua được. Nhưng mà nó quý là bởi vì nó là cái quà của Đức Cha. Mà quà của Đức Cha quý là bởi vì Chúa cũng nhận được cái sự hiện diện của Chúa và có quà cũng được hiện cho cái qua Đức Cha. Cho nên chân vẫn còn đấy, áo vẫn đang. Nhưng mà hôm nay là to như vậy. Để tốt mừng chẳng có cái may nào cái may này. Nếu con không lấy chân là sau mà con nhận ra được sự hiện diện hữu hình của Chúa qua để kính thân của Chúa Cha là sao con nhận được món quà này đó. Chân vẫn còn đau
chúng ta hãy đến với Chúa. Ai thấy cuộc đời mình đang an bình bình thường, đến với Chúa thì sẽ thấy cuộc đời được tươi vui hơn, mạnh mẽ hơn, an bình hơn. Ai đang đau khổ hãy đến với Chúa, cho xoa dịu vết thương lòng tâm. Các cụ già nhau nơ, từ khi có những cụ già cô đơn, cô đơn ở giữa bao người. Từ khi ban này con đã đi làm, cháu đã đi học, ở nhà một mình cả ngày, chả biết làm gì cả, cảm thấy cô đơn. Hay là từ khi ở trong gia đình, con cái khóc lóc, không để ý đến mình, không có vẻ kính trọng mình buồn tủi. Hãy về với Chúa. Và Chúa đã có được sức sống và để vui. Rồi, khi mà một người đã nhận được Chúa, nhận được cái niềm vui của Chúa, thì làm như mở ra. Cũng như là một cái góc hoa ban đêm trở lại, nó khép lại. Đến sáng sớm lúc nhận được cũng cần sức mạnh, rồi sức ấm của mặt trời thì nó mở ra, nó mở cánh ra, nó may sắc của nó. Thì là một con người khi được tình yêu của Thiên Chúa đón chào thì nó mở ra một đời tươi vui hơn. Mình nhìn thấy ai cũng thế thôi đấy, chưa cần phải được tình yêu của Chúa đón chào. Chỉ tình yêu một người nào đó đến tự chào đó là thấy một đời mình khác rồi, cảm thấy mình được thương yêu, cảm thấy mình được tôn trọng, lòng mình mở ra và để đi đến người khác. Cho nên Chúa trao cho chúng ta một cái sứ mệnh phải là bàn tay nối dài để quan chúng ta không có thể đem niềm vui đến cho người ta, để quan chúng ta không có thể xoa dịu những nỗi đau ở trong lòng của nhiều người, nhiều những nỗi đau thầm kín người khác không biết. Để qua chúng ta, Chúa có thể đem an bình đến cho những người đang nghi nan, đang sợ hãi. Chúa cho chúng ta cái khả năng làm cho những người lỡ lầm tìm ra được sự an bình. Các con hãy nhắc đến tôi bây giờ. Các con tham cầu cho ai thì phải đâu được tham. Các con cần của ai thì phải đi cần của. Khi chúng ta nghe những lời này, chúng ta chỉ nghĩ đến các cha ngồi trong cả thế tội. Khi chúng ta xin tội, thì cha tha tội cho chúng ta. Cha tha tội cho con nhân dân cha và con và thánh thần. Nhưng mà khi chúng ta từ các cụ già, chúng tôi các em chúng nhìn đây, chúng ta cũng có quyền cầu nguyện và tháo cởi tội của người khác. Một người không may lỡ lầm đến chúng ta, rồi đến chúng ta buồn, rồi người đó đã lại trở lại xin lỗi, vừa mới thấy người đó đấy, chúng ta quay mặt đi, người đó thấy là mình chưa tha cho, mình không chấp nhận họ, thì người đó càng lo sợ hơn. Tôi của người đó hoàn toàn bị cầm bộ. Nhưng mà nếu người lỗi đến một người khác đến để xin lỗi thì thấy những người đó đón nhận với khuôn mặt an bình, nở một nụ cười, để người này cảm thấy cái tội của mình đã được tha. Còn nếu còn được nghe một lời không sao được nghĩ đến thì người đó cảm thấy hoàn toàn được tha thứ và lòng nó nhẹ nhõm như thể một khối nặng ở trên vai nó đã rơi xuống. Thế thì chúng ta đừng mời gọi, hãy tiếp tục sứ mệnh của Chúa làm cho những người khác cảm thấy được tha thứ các cái lỗi lầm của mình. Mà lỗi lầm thì nhiều lắm, nhưng vô thực quản ai cũng có những lỗi lầm của mình trong gia đình, vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái với cha mẹ, từ nhiều khi là ông bà với cháu khác hơn. Nó có nhiều cái lỡ lần chút xót cho nhau lắm. Hãy tha thứ cho mình. Rồi, cảm ơn Chúa.
bị thương. Chúng ta từng có kinh nghiệm một lời nói có thể làm cho chúng ta được kinh tế, một lời nói làm cho chúng ta được an vui, nhưng mà ngược lại cũng có thể một lời nói làm cho chúng ta tủi tủi, một lời nói làm chúng ta mất ăn mất ngủ, không đi thẳng vấn đề. Thế thì chúng ta còn cái của Chúa được trao những sứ mệnh tiếp tục sứ mệnh đem niềm vui đến cho người sống, xóa dịu các vết thương trong lòng những người đang đau đớn, đem an bình đến cho những người đang sợ sệt. Chúng ta cần ý đặc biệt đến những lời nói, biết là lời nói của mình sẽ có ảnh hưởng đến người nghe, hoặc là ảnh hưởng tốt hay là ảnh hưởng xấu. Tuy những lời nói của chúng ta là những lời tế nhị, kính trọng, yêu thương, hay là những lời sỉ nhục, những lời thoá mạ, con cái Chúa hãy tránh những lời sỉ nhục, những lời thoá mạ làm đau khổ người khác, và hãy tìm những lời lẽ an vui, những lời lẽ tế nhị, những lời lẽ kính trọng thì làm cho người khác được an vui, được hỏi những ví dụ đau khổ cho nó. Và như vậy là chúng ta đang tiếp tục sứ mệnh và chúa trao cho chúng ta là con cái của Chúa. Điều này tôi muốn nói thật về với chúng con hôm nay là gì? Chúng con được đánh nhận Chúa Thánh Thần, Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần Thiên Chúa, Ngài đổ tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa vào lòng chúng con để chúng con có thể làm được chuyện này. Đem niềm vui đến cho những người sống, xoa dịu các vết thương trong lòng mọi người, bạn bè của chúng con, trong gia đình, cha mẹ, ông bà của chúng con và anh chị em của chúng con. Amen.